Sau Duy Mạnh, Tuấn Hưng gây xôn xao khi chia sẻ về Sơn Tùng MTP. Mới đây, cộng đồng mạng đã không khỏi xôn xao trước đoạn clip livestream của Tuấn Hưng. Chưa rõ thời điểm nam ca sĩ phát trực tiếp giao lưu cùng khán giả là khi nào, thế nhưng trong buổi livestream, Tuấn Hưng khiến nhiều người xôn xao khi nhắc đến Sơn Tùng. Cụ thể, trong lúc di chuyển trên xe, Tuấn Hưng đã có những chia sẻ liên quan đến giọng ca Em của ngày hôm qua thu hút đông đảo sự quan tâm từ người hâm mộ. Sơn Tùng là một trong những nghệ sĩ trẻ tài năng của làng nhạc Việt chúng ta. Cậu ấy đã làm rất tốt với tư duy âm nhạc của cậu ấy. Thông qua những chia sẻ ngắn của Tuấn Hưng, có thể thấy nam ca sĩ rất quý trọng và đánh giá cao tư duy âm nhạc và hướng đi của Sơn Tùng. Được biết, Tuấn Hưng đã từng có khoảnh khắc hội ngộ cùng Sơn Tùng cách đây khá lâu, thế nên không khó hiểu khi cả hai luôn dành cho nhau những tình cảm đẹp. Thậm chí trong lần hội ngộ cùng Sơn Tùng và Isaac, Tuấn Hưng đã không ngần ngại dành lời khen cho hai nam ca sĩ. Ngay cả con trai Tuấn Hưng là bé Su Hào cũng mê mệt Isaac và Sơn Tùng. Bố Su Hào và Su Hào rất quý hai chú này vì luôn cố gắng không ngừng cho sự nghiệp. Su Hào xem YouTube của hai chú nhiều hơn xem bố đấy, đấy là vấn đề quan trọng. Cách đây không lâu, mạng xã hội xôn xao trước ảnh chụp màn hình được cho là bình luận của ca sĩ Duy Mạnh khi nhận xét về Sơn Tùng MTP. Cụ thể, khi được một dân mạng yêu cầu nhận xét về âm nhạc của Sơn Tùng, Duy Mạnh đã trả lời một cách vừa khéo léo lại còn đậm mùi ca khịa. Nghệ sĩ nào không hô hào từ thiện mà vẫn kiếm tiền đều hầu hết là giỏi, còn chuyện khác miễn bàn. Tối mùng 4 tháng 5, Sơn Tùng MTP đã chính thức tung ra sản phẩm âm nhạc mới mang tên Making My Way sau bao ngày để fan chờ đợi. Tuy nhiên, ca khúc này lại được nam ca sĩ phát hành dưới dạng MV lyric và trên các nền tảng nghe nhạc, chứ chưa phải là một MV ca nhạc chính thức. Trong buổi livestream countdown đón chào sản phẩm mới được diễn ra vào tối cùng ngày, Sơn Tùng cũng cho biết MV chính thức của Making My Way sẽ sớm được ra mắt đến khán giả. Nhắc đến Sơn Tùng, khán giả sẽ nói về những thành tích mà anh nắm giữ cũng như là các ồn ào xoay quanh đời tư, sự nghiệp âm nhạc của anh trong suốt hơn 10 năm qua. Có thể nói hiếm có ngôi sao nào như Sơn Tùng, chỉ vài năm theo đuổi sự nghiệp ca hát, tên tuổi của anh đã phủ sóng mạnh mẽ, những ca khúc do anh sáng tác và ra mắt đều có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong nước lẫn quốc tế. Hơn 10 năm, Sơn Tùng đã tạo nên một thương hiệu riêng và giữ vị thế hàng đầu trong làng nhạc V-pop. Mỗi ca khúc anh ra mắt, khán giả đều bàn tán rôm rả về những thành tích mà anh có được và những tranh cãi kèm theo. Sơn Tùng có gì trong hơn 10 năm? Sơn Tùng năm nay bước sang 29 tuổi, anh nổi lên nhờ ca khúc Cơn mưa ngang qua ra mắt vào tháng 8 năm 2011. Năm 2012, anh đỗ thủ khoa Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và bắt đầu theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Sơn Tùng MTP, nam ca sĩ sở hữu nhiều kỷ lục V-pop với các bản hit của mình. Anh là sao Việt duy nhất sở hữu nhiều ca khúc vượt qua con số 10 triệu lượt stream phát trực tuyến. Những ca khúc đạt cột mốc này phải kể đến như Chúng ta của hiện tại, Hãy trao cho anh, Có chắc yêu là đây, Muộn rồi sao còn. Nhiều chuyên gia ẩm thực đánh giá thành công của Sơn Tùng phần lớn do sản phẩm của anh hợp xu hướng của khán giả trẻ. Cho đến hiện tại, Sơn Tùng MTP cũng chính thức trở thành ca sĩ Việt Nam đầu tiên cán mốc 14 triệu người theo dõi trên Facebook. Ngoài ra, Sơn Tùng MTP cũng là nam ca sĩ Việt có nhiều người theo dõi hàng đầu trên các nền tảng khác như YouTube, Instagram và Twitter. Đặc biệt, ở bảng xếp hạng 10 nhân vật ảnh hưởng nổi bật trên social media, hàng tháng đều có sự góp mặt của anh. Ngoài sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, Sơn Tùng MTP còn là nam ca sĩ nắm giữ kỷ lục ca sĩ Việt có nhiều MV vượt mốc 100 triệu nhất V-pop. Cụ thể, hiện tại anh đang có đến 9 sản phẩm đạt cột mốc này như Em của ngày hôm qua, Chúng ta không thuộc về nhau, Buông đôi tay nhau ra. Đặc biệt, kênh YouTube hiện tại của nam ca sĩ cũng gần cán mốc 10 triệu lượt theo dõi, tiêu chí để đạt nút kim cương. Sơn Tùng còn là ca sĩ đầu tiên của V-pop đạt 1 tỷ lượt xem YouTube. Anh cũng là ca sĩ đầu tiên sở hữu nút vàng YouTube vào năm 2017. Anh cũng từng nắm giữ thành tích là ca sĩ có MV đạt lượt công chiếu cao nhất trên YouTube với MV Có chắc yêu là đây. Ngoài ra, anh còn sở hữu MV có lượt xem 24 giờ đầu cao nhất trên YouTube Việt Nam với MV Hãy trao cho anh, đạt 25,8 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên. Sơn Tùng còn có MV đạt top 1 trending YouTube trong thời gian ngắn nhất, khoảng 6 tiếng, và ca khúc đạt 100 lượt xem nhanh nhất YouTube tại Việt Nam với 15 ngày 18 tiếng 9 phút với MV Hãy trao cho anh. Với bản hit mới nhất Making My Way, sau khi ra mắt, ca khúc đã trở thành video được xem nhiều nhất thế giới trong 24 giờ qua trên YouTube, đứng đầu hệ thống nhạc số iTunes ở Việt Nam, Singapore, Nhật Bản, Đài Loan. Ekip dự kiến tung MV trong thời gian tới. Chúng ta hãy cùng chờ đón xem nhé! Còn bây giờ, xin chào và cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho Data News.